Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, ngày 20 tháng 10 hàng năm là ngày tôn vinh người phụ nữ Việt Nam với bao cống hiến to lớn cho gia đình và xã hội. Nhân dịp này, Ban chấp hành Công đoàn Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh phối hợp với các bộ phận có liên quan đã long trọng tổ chức họp mặt truyền thống Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh. Bên cạnh việc ôn lại ý nghĩa của ngày 20 tháng 10, sau đó sẽ diễn ra các hoạt động giải trí vui chơi với nhiều trò chơi thú vị, đặc biệt là môn bóng truyền hơi dành cho nữ. Để chương trình tổ chức chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 của đơn vị được diễn ra thành công và suôn sẻ, ban tổ chức đã lập kế hoạch chi tiết và cụ thể về các hoạt động diễn ra. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến thành công của ngày họp mặt. Và sau đây mời các bạn xem các đoạn video mà tôi ghi nhận được trong ngày 20 tháng 10 của Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh với các môn thi đấu như truyền bóng bóng, truyền bóng vào rổ và môn bóng truyền hơi. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một phút 30 giây bắt đầu. Số
chơi nữa mà, nhiều cái chơi với nhau. Cẩn thận. Oh yeah. Ờ, thấy không? Thấy không? Giỏi rồi. Lên cho tôi mới cho mấy cô giật bệnh hết. Đầu xin đây, đầu xin. Đầu xin, lấy lấy bạn ơi, đầu xin. Chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy, chạy, chạy. Chạy mau, hết giờ. Có chân. Cái lưng mày kìa, mà vô đầu bây giờ đó. Ê, ê. Rồi chạy lên đó. Chạy cắm đầu chạy chứ mình đi đâu kệ đi. Cái chỗ là được rồi. Ê coi chừng nó nhảy ra nha. Nó nhẹ. Oh, quá đẹp, quá đẹp, quá hay rồi. Quá im rồi, quá im. Rồi hết giờ. Nhảy lên luôn, nhảy lên. Quá tuyệt vời. Bốn trái luôn. Quá tuyệt vời. Được.
phải cho hai đứa chọn hai cái không? Cho nó khỏe, cho nó dễ cho mình, cho nó dễ hơn. Hai cái dễ hơn, cho dễ không? Một cái khó lắm, cái nào cũng được chứ, nó vô rồi. Ừ, vô rồi. Ừ. Hay quá rồi, còn những siêu nhân không à? Ê, ê, mày lấy cái gì? Bỏ vô gỗ nào cũng được vậy á, miễn vô là được rồi. Mau lên, đừng chần chờ, mau lên. Trời ơi, nó ra ngoài trời. Ủa gì chứ? Gỗ nào cũng được, thích bỏ gỗ nào bỏ. Đúng cho xong rồi mình lấy cái trái đó ra cho người ta chứ. Không có, trừ là con trái. Đội nào cũng vậy. Chạy ơi, chạy ơi, không ngại ai gì vừa thôi. Thank you.
Hãy
Thank you.
Đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này thú vị, xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.